Hai Vũ bị làm sao hả? Chẳng làm sao cả. Anh cũng đừng quan tâm đến Vũ nữa. Thái độ của em hôm nay rất là lạ. Nếu không phải vì chuyện của Vũ thì chuyện gì có thể làm cho em buồn? Hay lại là công việc? Em nghĩ hoài không biết tại sao lại chấp nhận tạm nghỉ việc. Chẳng phải mục tiêu lớn nhất của anh là tài sản của anh Vũ sao? Em đã quá quan tâm đến mục tiêu của anh rồi đó. Đúng. Trước đây anh còn nhắm tới tài sản của tập đoàn Minh Vũ. Nhưng kể từ khi gặp em, anh giao Minh Vũ cho em, thì anh đã không nhắm tới mục tiêu này nữa. Bây giờ anh thèm được tự do hơn bao giờ hết. Vậy tại sao anh muốn giết anh Vũ? Chưa bao giờ anh muốn giết Vũ. Chính anh là người nói anh hại Vũ cơ mà. Nếu như em biết được ai là người hại Vũ thì em sẽ điên cuồng truy tìm người đó. Về điều đó thì không tốt cho mình Vũ. Và nếu em tin anh là người hại Vũ thì anh có thể kiểm soát được hành động của em. Ý anh nói là có người muốn anh Vũ chết. Người đó là ai? Anh không thể nói. Tại sao? Vậy chứng tỏ là anh biết người đó. Vậy anh tính làm gì? Bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta phải trả thù cho anh Vũ. Anh biết thế nào em cũng làm điều đó. Còn Vũ thì sao? Việc trả thù Vũ là quan trọng hay là việc chăm sóc Vũ là quan trọng? Hai chuyện đó không hề liên quan tới nhau. Nếu em có bất cứ hành động nào, Vũ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chính vì vậy mà anh mới che giấu sự thật là anh Vũ còn sống. Phải. Anh muốn che giấu chuyện này mãi mãi. Bởi vì anh muốn trả Vũ về cho riêng em. Trước đây vì anh, em và Vũ không đến được với nhau. Đây là cơ hội để cho chúng ta làm lại từ đầu. Cho chúng ta sống lại một lần nữa. Thật lòng, anh mong em và Vũ được hạnh phúc. Em là một giấc mơ mà không bao giờ anh với tới được. Cho nên... Hãy từ bỏ giấc mơ đó đi. Hãy nói thật lòng mình, anh muốn cái gì? Danh vọng, tiền bạc, quyền lực, phụ nữ, gia đình hạnh phúc. Tất cả những thứ mà đàn ông họ mong ước. Em muốn nghe nói như vậy có đúng không? Chẳng phải như vậy là đúng sao? Chẳng phải anh đang khao khát chiếc ghế mà anh Vũ đang ngồi, cái vị trí tổng giám đốc. Dù là tổng giám đốc, anh vẫn là người đi làm thuê. Suốt đời làm thuê cho thằng Vũ. Đó là lý do anh sát hại anh. Có thể. Tôi sẽ không để cho anh muốn làm gì thì làm. Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Em nghĩ con người anh như vậy sao Như? Sau bao nhiêu năm xa cách, em không thể mở lòng mình với anh được hay sao hả Như? Em cũng biết bao nhiêu năm qua anh đợi chờ em, đợi chờ một mình em cơ mà Như. Bây giờ anh không còn nợ em và Vũ. Anh không còn nợ ai hết. Anh muốn mình được tự do. Anh muốn mình được làm gì mình thích. Nếu đã nhớ lại tất cả, tại sao anh không về nhà? Có phải
Anh có muốn ở lại bên em không? Chưa bao giờ anh muốn giết Vũ. Việc trả thù Vũ là quan trọng, hay là việc chăm sóc Vũ là quan trọng. Nếu em có bất cứ hành động nào, Vũ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Sun không phải là mặt trời sao? Folder mang tên The Sun có vẻ như chẳng dính dáng gì tới việc kinh doanh hết. Nhìn mặt của Vũ giống mặt trời quá à. Chưa nói gì không? Thì như nói, mặt Vũ sáng lên với mặt trời vậy đó, đúng không Vinh? Vinh làm cái gì vậy? Nếu Vũ là mặt trời á, thì Vinh sẽ là hậu ngại bắn rớt mặt trời. Tao sẽ bắn mày. Như đang làm gì cuộc đời mình vậy? Hai người coi tôi như món đồ để trao đổi sao? Bản năng yêu 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.